Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Điện tử Thanh Huê. Dạ vâng, ngày hôm nay thì Shop Điện tử Thanh Huê lại lên sóng cho bác một cái chiếc âm ly đời mới đến từ thương hiệu October. Và đây là một cái thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Các bác biết đến với những cái thương hiệu như là V70, V80. Đó, đây là một cái con với model là V110 được cao cấp và cải tiến hơn so với những cái model đi trước. Và điều đặc biệt con này có cái mức giá lướt rất là tốt các bác nhé. Giá mới niêm yết thì rơi vào khoảng hơn 200 triệu. Con này chỉ 115 triệu, mức giá cực kỳ là tốt cho bác. Mức giá rất là hời khi các bác sở hữu cái chiếc âm ly đèn và với mức giá lướt thế này. Con âm ly này cũng rất là đẹp và với đây là một cái con siêu phẩm đến từ thương hiệu October, là một trong những cái model cao cấp và điều đặc biệt là con này ghép được với bất kỳ những cái dòng loa nào, đặc biệt là những cái dòng loa khó tính, thì đây là một cái con âm ly nên sở hữu. Vâng, với cái mức giá siêu nước này thì các bác lên mua, lên sở hữu cho mình một cái chiếc âm ly đến từ thương hiệu October này, các bác trải nghiệm cái chất âm rất là ngọt ngào, chi tiết và trung thực. Về phần thiết kế của con này, toàn bộ thì đều là màu trắng bạc, rất là sang trọng và đẹp mắt. Đó, các bác quan sát giúp em, tất cả đều rất là đẹp và cũng như là với cái tông màu cực kỳ là sang trọng, đẹp mắt. Đó. Phía bên trên đây là cái tấm bảo vệ phần phía bóng bên trong. Con âm ly này thì sở hữu cái cấu hình là 7 bóng, công suất 130W. Không ngán những cái dòng loa nào, các bác có thể ghép được với nhiều dòng loa trên thị trường. Và đây chính là chiếc khiển của chiếc âm ly này. Đó. Đây là chiếc khiển đây các bác nhé. Khiển này cũng rất là nặng luôn. Tiếp theo các bác quan sát cái phần con âm ly giúp em. Đó, phía bên dưới đây là cái thùng của chiếc âm ly này. Cập bến tại shop em trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối, full thùng đầy đủ phụ kiện. Phụ kiện thì gồm khiển này, dây nguồn, tất cả đều zin tuyệt đối luôn. Và đây là một chiếc âm ly có cái mức giá cũng như là độ đẹp rất là đẹp luôn các bác nhé, rất là tuyệt vời luôn. Các bác quan sát về cái phần mặt trước giúp em. Đó. Mặt phía trước V110SE là một cái mẫu âm ly đèn tích hợp cao cấp của October và đây được xem là cái phiên bản có giá dễ chịu hơn so với cái nhiều cái model khác. V110SE bằng việc tối ưu cái công nghệ October là một cái công nghệ giúp cải thiện sức mạnh khuếch đại và độ động của âm ly. Âm ly đèn tích hợp October V110SE thì được trang bị tổng cộng 7 bóng đèn, trong đó một bóng ECC81, ECC82, ECC83, hai bóng ECC81 cho cái tầng tuyền khuếch đại, bốn bóng công suất KT120 hoặc là KT150 cho cái tầng khuếch đại. October 110 sử dụng mạch khuếch đại class AB với công suất đầu ra lên tới 110W trên một kênh, cực đại 130W trên một kênh. Đây là một cái con số rất là ấn tượng với một chiếc âm ly đèn tích hợp. Mức công suất này đủ để V110SE có thể chơi tốt tất cả các dòng loa trên thị trường, kể cả những cái mẫu loa high end cao cấp. Tiếp theo em mời các bác cùng em quan sát về hai bên hông sườn của cái chiếc âm ly này, rất là đẹp luôn ạ. Về mặt thiết kế của October V110SE thì sử dụng khối chassis có kích thước và tạo hình gần giống hệt so với cái dòng V70SE. Tuy nhiên ở phần mặt trước được làm nổi bật hơn với hai tấm ốp bằng kim loại ở hai bên. Vỏ máy được tạo lên hoàn toàn từ các tấm kim loại cao cấp, được gia công và nắp ghép với độ chính xác rất cao. Điều này giúp cho cái sản phẩm có được sự sang trọng cao cấp của một món đồ high end đắt tiền. Và thêm vào đó với cái thiết kế đơn giản gọn gàng, giản lược tối đa các chi tiết rườm rà cũng làm cho cái âm ly đèn tích hợp V110 October này trở nên tinh tế hiện đại hơn, không còn cái vẻ nặng nề cổ điển thường thấy ở một số âm ly đèn khác. Đó, có cái thiết kế khác hẳn so với những cái dòng âm ly khác mà đem lại cho các bác sự tinh tế cũng như là sự sang trọng đến từ cái thương hiệu October này. Và cuối cùng, đây là cái phần trên nóc của con âm ly. Tất cả mọi chi tiết đều rất là đẹp luôn. Các bác quan sát giúp em không hề có một cái dấu hiệu vết xước nào cũng như là không hề có một cái điểm trừ nào các bác nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Các bác có thể kết hợp với nhiều dòng loa trên thị trường và đặc biệt là con này với mức giá rất là tốt ạ. Rất là hiếm khi mới cập bến được những cái con có cái model mới và cũng như là độ đẹp như thế này. Chở kháng tải tối thiểu 2 ohm, chở kháng tải tối ưu 3 đến 16 ohm, công suất tiêu thụ 500W, khối lượng 23 kg.
Dạ vâng, cái thương hiệu October là một cái thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, hầu như các bác yêu thích âm thanh đều biết đến cái thương hiệu này bởi cái sự ngoại hình cũng như là chất lượng âm thanh đem lại vô cùng là tuyệt vời, không kém cạnh những cái dòng âm ly nào. Và đây là cái con âm ly được đến từ đất nước Đức, mang đậm chất phong cách của Đức, đem lại cho các bác một cái trải nghiệm âm thanh hết sức là tuyệt vời. Các bác cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng em có địa chỉ tại số 8 ngõ 4 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội xem kiểm tra test sản phẩm thoải mái. Và các bác ở xa thì bên em sẽ ship toàn quốc đến tận nhà cho các bác. Các bác đang tìm cho mình một chiếc âm ly đèn có đầy đủ những cái yếu tố cần thiết cho một cái bộ âm thanh high end cao cấp thì đây là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời các bác nhé. Nếu như các bác cần video test chất âm của cái con này thì các bác đừng ngại, hãy nhắn tin cho em hoặc alo cho em theo cái số điện thoại là 0333 289 289 để em gửi hình ảnh chi tiết cụ thể cho bác. Các bác cũng có thể Zalo cho em theo cái số điện thoại trên. Điện tử Thành Huê xin cảm ơn tất cả các bác đã xem hết video của em. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.